ngồi lễ rồi kế đó mấy con cứ hỏi rồi thầy xem lực thầy trả lời rồi mô Phật cũng nói ba quả thần là cõi tưởng thật tưởng tri chứ không phải diễn tri, cõi do tưởng mình tưởng làm ra chứ không phải có mới gọi là thật. Nên như vậy không có cõi thật thì làm sao có gì lời không. Nhà khoa học thì mình sẽ thấy là dựa kỹ nó giống như con người thôi, cho nên người ta đem cái thân xác của nó, cái xương cốt của nó, người ta đem máy móc người ta khám, người ta thấy xương cốt của nó giống y như xương cốt của mình, cho nên người ta thấy về xương cốt của mình bị thay đổi, có khác chút, tức là sự tiến hóa, người ta cho con người của mình thấy cái loài dựa kỹ tiến hóa. Nhưng theo quy luật của nhân quả khác nữa, thầy đứng trên đường. Ok, các con ghét nhìn cho một số người nào. Có cái người nào mặt nào thì giống mặt nào. Quy luật của nhân quả, cái đặc tính của nó theo quy luật nhân quả nó sẽ. Cho nên không ai giống ai hết. Đây mình nói về cái tướng á, cái tướng mà nhìn là nó không giống ai. Vậy thì cái tâm mình có giống nhau không? À, nó cũng đâu giống nhau, nhiều người thì giận dữ, người thâm nhiều, người thâm ít, chứ đâu phải người nào cũng giống người nào hết. Các con thấy mặt đã không giống, tướng đã không giống thì tâm cũng không giống nhau. Mà đã không giống nhau thì nó phải theo cái quy luật nhân quả ai làm ra đó. Cho nên chúng ta theo quy luật nhân quả. Vậy thì con người là tự con người sinh ra chứ không phải là con người nhiều. Tiến bộ mà không, nhà khoa học sai, thầy Thanh Từ nói sai ý của họ. Thầy xác định, bởi vì Phật đã xác định 33 cõi trời, trong đó có cõi trời quá. Thì như vậy là cõi tưởng chứ không phải là cõi thật. Mà không có cõi thật làm sao có con người. Tại vì người ta tưởng tượng ra có cõi đó, có con người từ đó. Thì đó là người ta tưởng ra chứ không có được. Còn hiểu được chỗ, thầy muốn nói, đây là kinh sách nguyên thủy hẳn hoài hoàn toàn. Lời Đức Phật nói, tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Thấy không? Đó là cái. Cái đó thì thầy trả lời có người từ cái lực, cái nghiệp lực nhân quả tương ưng tái sanh chứ không phải linh hồn. Bởi vì không có 33 quả trời làm sao có thế giới sinh hình, mà không có thế giới sinh hình thì làm sao con người có linh hồn. Mà Đức Phật đã xác định cái thân ngũ quẩn của chúng ta là năm quẩn, mà khi chết rồi thì năm quẩn không còn một quẩn nào hết thì làm sao gọi là có linh hồn trong đó. Rõ ràng Đức Phật đã xác định, thầy không xác định, Đức Phật đã xác định. Và cái gì đi tới sao? Hằng ngày quý vị giận hờn phiền não, tham muốn cái này tham muốn kia, tạo thành một cái lực gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực là cái thói quen của mình chứ. Bây giờ mình sân ít, nhưng mà hôm qua ngày nay mình sân chút, ngày mốt mình sân chút, mình vun cái sân. Bây giờ nghe người ta vừa chửi mình sân ăn nữa luôn. Không phải là cái đó là cái lực không? Cái lực đó là cái lực hữu lại. Thì nó tương ưng với những cái người mà mang cái tâm sân đó, thì nó phải tương ưng là nó phải có sự hút với nhau. Nó tương ưng là nó phải hút, mà nó không tương ưng là nó phải đánh ra. Ví dụ như bây giờ một cái trận bão mà đi ngang qua cái tỉnh Tây Ninh, mà toàn người dân tỉnh Tây Ninh này sống thiện pháp, thì cái cơn bão nó lạ. Thì cái từ trường mà thiện pháp của những người dân này sẽ đẩy cái cơn bão đi tẹt qua chỗ khác, không phải đi thẳng được. Mấy con thấy các nhà khoa học có đám trúng không? Thấy cơn bão hoài Thái Bình Dương, tưởng nó đi ngay Việt Nam, nhưng không ngờ đi qua cơn bão. Có không? Mình định đâu được. Tại vì cái từ trường thiện của cái dân tộc ở đó, nó ít hay nó nhiều. Mà nó nhiều thì nó đủ cái lực, nó không có hút cái ác nó vô, mà nó đẩy cái ác nó ra, thì cái ác nó phải đi theo cái hướng hút của nó. Mà đâu có ác thì nó hút tới đó, thì hút tới đó nó phải tàn phá, nó phải giết hại ở đó chứ. Còn cái ác thì nó phải cộng với cái ác, mà cái thiện thì nó phải cộng với cái thiện. Các con hiểu cái quy luật của nhân quả. Bởi vì khi mà thấy nhân quả, người ta hiểu được nhân quả, người ta rất sợ. Một cái hành động ác của nó cầm dao cắt cổ người ta. Mấy con tưởng nó không tránh khỏi, trên cổ mấy con có một bệnh đau đó, nó sẽ nổ mụn, hoặc là nó mọc bướu, bắt buộc bác sĩ phải cắt để mổ cái bướu ngoài cổ mấy con, nhưng nó bị cắt cổ. Cắt cổ gà vậy, đó là cái quy luật nhân quả, nhân nào phải trả quả ấy chứ, trả sự quả.
Nhưng mà hành động nhân quả của mấy con nó sẽ thành gần người ta tốt. Giai một cái trả người cái nhân quả nó đâu có tha thứ như mấy con đâu. Bây giờ một ân nào đi nữa bây giờ nó thật thành Phật mà còn tăng tăng khi là nó giật. Nhân quả nó dẫn đến mặt tiền chứ. Mà không còn tham sân si thì không còn, không còn nhiều. Cho nên cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, cái chân lý giải thoát mà chúng ta không bảo vệ được nó thì chúng ta bị tham sân si che phủ. Và như vậy thì chúng ta đang ở trong hữu lậu, mà hữu lậu thì chúng ta phải đau khổ. Trừ ra có người tu chứng tâm bất động thanh thản là vô sự thì đó là vô lậu. Nó vô lậu thì người ta đâu có còn đau khổ, đâu còn giận hờn, đâu còn tham muốn, đâu còn si mê. Có người hỏi thầy, tất cả mọi người trên hành tinh này đều đi tu hết, ông không ai sản xuất lấy gì. Thầy nói phải là đã đi tu hết thì lá cây kia là thực phẩm chúng ta sống, cái đâu phải cần trọng. Mà bây giờ thầy nói thật sự, cái phước của chúng ta đầy đủ, đằng ruộng kia tự lên chúng ta chưa tắt, chúng ta đã thật. Mấy con hiểu chưa? Bởi vì cái phước của chúng ta mà cái người tu rồi thì người ta cần gì phải cái ăn uống ba cái đồ thực phẩm bất tịnh hay đói bụng ra nhắc một mớ lá cây kia ăn rồi sẽ cho em ngồi thơm nó chứ không giả có mà có chết chắc nó không bò mấy con thấy không có bổ không bổ sao sữa nó mình nói nghe nó sữa nó cho các em uống nước bổ nó ăn cỏ chứ bổ ăn thịt nữa không nó bổ gì phải hiểu bởi vì thầy nói lá cây cỏ rác vẫn có chất bổ chứ không phải những chất bổ như bác sĩ đang cỏ rác không chất không có chất bổ cái ăn thịt sao nó có bổ cái ăn trứng là nó bổ. Không ngờ ăn trứng lại bất tỉnh. Yeah. Bây giờ mấy con thông xuống câu hỏi này. Nhân quả chứ có gì đâu. Thưa thầy, cũng trong cái địa giảng nó giải nghi về nhân quả, Hòa Thượng từ có nói rằng là có người hỏi Hòa Thượng rằng là cái giới tài dâm cái Đức Phật dạy là không có được có vợ và không có được quan hệ gian díu bên ngoài. Nhưng mà có người hỏi rằng với đồng tính liếng ái, hai người nam hoặc hai người nữ với nhau, quan hệ với nhau vậy có phải gọi là tà dâm hay không? Rồi có người hỏi là trước khi mình lập vợ chồng thì người ta ví dụ như ta ra ngoài người ta quan hệ gái gú đồ này kia thì có gọi là tà dâm hay không? Thì Hòa Thượng từ nói rằng cái đó trong kinh Phật không có nói cho nên ngài không có giải thích được. Đó là câu hỏi tiếp theo. Thôi để thầy trả lời câu hỏi. Về vấn đề mà trong cái ngũ giới đó thì có cái giới thứ ba là cái giới mà tà dâm, tức là cái giới đó gọi là đạo đức gia đình, dạy về cách thức người có gia đình thì không có liên hệ với cái người đàn ông hay người phụ nữ khác, thì cái đức đó gọi là đức chung nghĩa. À, cho nên dạy người cư sĩ thọ năm giới, tức là có cái giới thứ ba đó, dạy đạo đức gia đình mà người ta không triển khai được, người ta chỉ thấy đó là cái giới cấm tà dâm thôi. À, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà triển khai cái giới tà dâm này á, nó sẽ trở thành một cái bộ đạo đức gia đình, trong đó có đức lễ, đức cung kính, tôn trọng vợ chồng, biết tôn trọng lẫn nhau thì không cãi cọ. Vì chúng ta quen mặt quá cho nên chúng ta mất sự cung kính tôn trọng, cho nên thường cãi cọ rồi bạo lực gia đình sẽ xảy ra. Và đồng thời thứ nhất là cái tâm của mọi người muốn chiếm hữu người đó là của mình. À, chồng muốn chiếm hữu vợ là của mình chứ không được của anh. Cho nên phải thấy người vợ nói chuyện với người đàn ông nào đó thì sinh ra ghen tương, rồi ghen tương rồi sinh ra chuyện này chuyện kia. Cho nên cái đức mà cái giới tà dâm dạy về đạo đức gia đình, biết cách cư xử nhau để tạo gia đình. Nhưng cái đạo đức gia đình này một ngày nào đó thì sẽ cố gắng, thì sẽ biết xong được. Nó khoảng 2-3 tập, mỗi tập cũng 30 tiếng canh. Các bạn thấy đạo đức gia đình đó phải ít lắm. Hằng ngày những cái người thân gần nhất mình, chung đụng với mình mà nhiều khi mình coi rẻ, mình coi rất rẻ, không trọng, chia sẻ từng cái cay đắng ngọt bùi cho nên cái điều đó quan trọng đến bây giờ. Cho nên ở đây hỏi về câu hỏi của con là khi mình chưa có lập gia đình thì có gì đâu mà gọi là tà dâm, mà cái tính dâm dục là người nào cũng có. Phải không? Đây bây giờ không có nói tà dâm được ở trong cái chỗ này. Khi nào thọ năm giới và cái người này đã có gia đình thì mới gọi nó là giới tà dâm. Con hiểu chưa? Còn bây giờ tôi chưa có lập gia đình thì đâu có nói tôi tà dâm. Tôi muốn nhìn cô nào cũng được hết.
có phải không ấy? Tôi bây giờ cô nào tôi cũng nhìn được, bởi vì cái người khác phái thì cái tâm dục của cái người khác phái có sự thu hút nhau, vì cái quy luật của nhân quả thì nó đi vào cái sự sanh diệt, có sanh phải có diệt cái gì, mà muốn sanh thì nó phải đi vào cái lực giữa nam nữ âm dương, các bạn không có nữ không có nam thì làm sao sanh, cho nên nó phải đi vào cái lực đó. Cho nên ở đây thì không nói với tà dâm nữa được, mà chỉ nói về thế tánh dâm dục. Vậy còn thấy mới phân biệt cho rõ ràng. Mà người tu theo đạo Phật, người ta rất sợ tánh dâm dục. Một người nam nhìn người phụ nữ thấy tâm bất động thì người đó mới khỏi rồi, tâm thanh tịnh. Cho nên cái giới mà dâm dục ở trong thập giới sa di đó thì nó không phải tà dâm mà gọi là dâm dục, cấm dâm dục. Thì trong những giới dâm dục nó là cái đức thanh tịnh, cái đức của nó thanh tịnh. Còn cái đức kia, cái đức mà tà dâm á, cái giới thứ ba của người cư sĩ mà thọ cái giới thứ ba đó, trong năm giới, trong ngũ giới đó, thì nó là tà dâm chứ không phải dâm dục. Cho nên nó còn dâm dục nhưng mà nó phải chân chánh, nó phải đúng chứ không được sai, mà hiểu chưa? Còn ở đây á thì của hoàn toàn trong cái người mà xuất gia tu rồi á thì đương nhiên là cái giới này cấm bạc phải thanh tịnh, tức là đức thanh tịnh chứ không phải đức tịnh, đức chung thủy đó. Nghĩa là cái người tu theo đạo Phật phải thấy con đường tái sanh luân hồi là cái chỗ này, phải chấm dứt, phải từ đó phải tư duy, phải quán xét, phải triển khai cái tri kiến để hiểu rõ con đường tái sanh luân hồi. Muôn đời muôn kiếp khổ ở trên con đường này, mà thầy thấy con đường sinh ra không có người nào thoát khỏi cái tâm dâm dục, bởi vì mình sinh ra trong con đường dâm dục, phải không? Thì làm sao mình ra khỏi con đường dâm dục? Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta mới thoát ra khỏi, mà ngài dùng pháp như lý tác ý, và đồng thời còn phải triển khai cái sự tri kiến hiểu biết về con đường này rất rõ, để từ đó chúng ta có cái tri kiến hiểu biết, và từ đó chúng ta phải tập cái sự tỉnh thức. Nhờ cái sự tỉnh thức đó mà mỗi một cái tâm niệm nhỏ chúng ta đều bị gạt ra hết. Mỗi cái tâm niệm vừa cho thấy một người phụ nữ mà trong ý này đã thấy người đó đẹp là đã bị tâm niệm dục, chứ chưa nói là cởi cái gì. Cho nên vì vậy mà luôn luôn lúc nào cái pháp như lý tác ý luôn luôn lúc nào kề sát cái người tu sĩ, không dám buông rơi. Cho nên vừa khởi cái niệm nhỏ thôi, chưa có tư duy gì hết, thấy cô này đẹp, ngay đó con đường sinh tử chấm dứt. Chỗ này không khéo thì luân hồi muôn kiếp khổ đau, không thấy chưa? Như vậy nó mới dứt ngay liền, nó mới nhìn, mới thản nhiên. Từ đó quân tập cái pháp như lý tác ý, nó trở thành cái lực vô lậu của nó, không còn tham danh dục thì nó mới đủ tứ thần túc. Nó có đủ tứ thần túc thì cái tâm danh dục mới dứt. Còn ngờ mà chưa có tứ thần túc, dù tu đến đâu tâm danh dục vậy, một ông già 80 tuổi chưa chắc đã là hết danh dục. Thật, phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy nó là con đường sinh tử, hết thì người ta chấm dứt sinh tử được thôi sao? Cho nên vì vậy chúng ta phải thấy rằng cái con đường này là con đường tu tập của đạo Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết, là phải tư duy rất là chính xác, không để sơ sót. Cho nên không thể nào mà đứng ở trong cái vị trí của giới tà dâm mà nói về giới dâm dục được, không hiểu chưa? Yeah. Cho nên muốn mà tu tập để được giải thoát thì tâm tư của cái người đó luôn luôn phải chấm dứt con đường này. Thấy người nữ, người nam thấy người nữ rất bình thường, cũng như thấy một người nam. Hồi nãy có hỏi tại sao có hai người nam mà đồng tính với nam, cũng như hai người nữ lại đồng tính với nam. Đồng tính luyến ái không phải là cái người nam đó họ đồng tính luyến ái với mọi người nam ấy, nó có cái nhân quả được chưa? Mình phải thấy chứ đâu phải cái người này tuy rằng mang lớp thân người nam, thầy cũng người nam, mà hai người đồng tính trước kia nó không phải vậy đâu, mà nó là người nữ. Nhưng khi chết rồi cái tình cảm quyến luyến nó còn, bây giờ lỡ đi tái sanh làm nam rồi gặp nhau thì nó phải có cái duyên đời trước đời này gặp nhau thì nó vẫn thương yêu như vợ chồng vậy đó, có phải đồng tính luyến ái không? Đứng góc độ nhân quả mình còn thấy có sai không? Nếu đời trước không gieo duyên, đời nay làm sao gặp? Mà gặp nhau hai người nam hết thì làm sao vậy? Cái tình cảm nó vẫn là tình cảm của nam nữ, thương yêu cái kiểu đó nên mới gọi là đồng tính luyến ái.
Ông thầy đứng trên nhân quả mà thầy giải thích thì mấy con sẽ thấy không có chỗ nào sai đâu.